Y bằng A. Ở trận đấu này, cầu thủ Thiên Khôi thi đấu trong trang phục màu trắng, còn Fanta thi đấu trong trang phục màu cam, và trận đấu vừa bắt đầu. Đó là một tình huống sút thẳng. Cú sút rất căng đến từ số 97 Thế Vinh. Tuy nhiên bóng đi không quá xa so với vị trí của thủ thành Văn Hào bên phía Fanta. Ở trận này, tất nhiên về mặt lý thuyết thì cầu thủ Fanta bị đánh giá thấp hơn. Tuyên Trầm vẫn còn. Pha dứt điểm cuối cùng là của Thành Henry. Vừa rồi là liên tiếp những tình huống cầm bóng tấn công của các cầu thủ Thiên Khôi, đang có những nét vượt trội nhất định bắt đầu được cầu thủ áo trắng phác họa nên ở đường chuyền lại không chính xác của Tùng Bất Chí, cầu thủ đá ở cánh phải của Fanta. Cơ hội cho các cầu thủ Thiên Khôi. Như vậy sẽ có quả đá phạt góc cho cầu thủ Thiên Khôi. Một tình huống tổ chức tấn công không thực sự đủ bình tĩnh, nhưng lại là cơ hội cho Thiên Khôi, quá bất ngờ. Sai lầm rất đáng tiếc trong tình huống phối hợp giữa trung vệ Thuận Bầm và thủ thành Văn Hào đã khiến cho một tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm lại biến thành bàn mở tỷ số cho cầu thủ Thiên Khôi. Bàn mở tỷ số ở phút thi đấu thứ 6. Pha lập công là của Thành Henry. Cú sút của đội trưởng Minh Bảo Đen. Một cầu thủ của Thiên Khôi đã lăn xả và dùng đầu để phá bóng trong tình huống vừa rồi. Người vừa lăn xả để phá tình huống dứt điểm vừa rồi là Tuyên Trầm. Đường chuyền lên rất hay, Minh Bảo Đen không được. Đó là một tình huống va chạm mạnh và cầu thủ của Fanta đang bị đau ở trên sân. Thế Vinh. Đây là Tuyên Trầm bên phía cánh phải chuyền vào khoảng trống cho Sapasi. Một tình huống để lộ khoảng trống nguy hiểm của hàng phòng ngự bên phía Fanta. Đó là một tình huống mà cao thủ áo cam cần phải rút kinh nghiệm ngay. Họ không thể để khoảng trống nguy hiểm như vậy. Trên thời điểm này thì trung vệ Huy Vĩnh Phúc của Thiên Khôi đang bắt chết tiền đạo số 18 của Fanta. Vừa rồi là một pha bóng rất hiếm hoi. Vẫn là pha đi bóng của Nguyễn Tây bên phía cánh phải, vánh xuống khá sâu, chuyền ra Sapasi. Sapasi chân phải không vào. Đó là phạt góc của đội trưởng Tùng Bất Chí. Hưng Đen vung chân để dứt điểm nhưng không thể có được cú sút ưng ý nhất. Và cú sút cuối cùng là của Văn Quang, tiếp tục là phạt góc cho cầu thủ Fanta. 2 phút đá bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên này. Coi! Coi! Một đều! Một đều cho Fanta và người lập công là cầu thủ được tung vào sân số 92 Công Đức. Và một tình huống đang có sức ép tốt đến từ phía cầu thủ Fanta. Và họ đã tận dụng được những phút gây sức ép ở cuối hiệp đấu đầu tiên này để có được bàn quân mình tỷ số. Cường Trê không thuận lắm khi bóng ra chân phải. Tuy nhiên Cường Trê vẫn thực hiện được một tình huống căng ngang tốt. Tiếc là pha dứt điểm của Sáng Percy lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác. Đánh đầu! Bóng đã chạm vào khung thành ở tình huống vừa rồi. Nhưng có vẻ như bóng đã chạm vào phần khung phía sau của khung thành bên phía Fanta. Cú đánh đầu là của tiền đạo vào sân trong hiệp 2 Hưng Sốp. Tùng Mất Chí phản công nào. Được chuyển lên rất hay cho Hưng Đen. Vẫn là Hưng Đen. Vẫn là Hưng Đen. Không vào. Pha xử lý xuất sắc của số 11 bên phía Fanta, nhưng tiếc là anh không thể có bàn thắng ở tình huống vừa rồi. Không thể thi đấu tiếp. Nguyễn Tây dứt ngay. Đó là một tình huống dứt điểm ngay của đội trưởng số 18 bên phía Thiên Khôi, nhưng có vẻ đó là một quyết định quá vội vàng.
Văn Quang giữ bóng tốt. Nguyên Tây vượt qua được Tùng Mất Trí. Tuy nhiên pha đưa bóng vào đã không vượt qua được Đức Còn. Sampersi Cường Trê pha xử lý xoay người và dứt điểm rất nhanh của Cường Trê, nhưng tiếc là bóng không đi trúng đích. Quả đá phạt cho các thủ Thiên Khôi. Đó là đường chuyền của Sampersi, rất nguy hiểm. Một tình huống phối hợp tốt của các thủ Thiên Khôi. Đấy là Thế Vinh đưa vào các ngang rồi, không được. Bóng trôi qua vị trí của Đoàn Ngọc Ánh và sau đó là Cường Trê, trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện cũng như các cổ động viên của Thiên Khôi. Tình huống căng ngang rất tốt của Thế Vinh. Lại là Sampersi. Toàn bộ đội hình của Fanta đang ở bên phần sân nhà. Đánh đâu? Đó là một tình huống theo người không thực sự tốt của trung vệ Thuận Bờm. Hôm nay là trận đấu mà trung vệ Ma số 88 này chơi không thực sự thành công. Ngọc Ánh. Vẫn là Ngọc Ánh. Anh đã qua được trung vệ Thuận Bờm. Cơ hội cho Thiên Khôi, rất bình tĩnh rồi, không vào. Pha xử lý quá bình tĩnh ở khu vực giữa sân của Thế Vinh. Anh đã khiến cho hai cầu thủ áo cam bị trôi qua. Nhưng tiếc là pha sút bóng rất mạnh bằng chân trái của cầu thủ này lại đưa bóng bay lên trời. Đường chuyền cho Thế Vinh, không được. Pha chuyền bóng rất hay của Cường Trề. Sampersi chuyền bóng rất hay cho Nguyên Tây đưa vào, không được. Lại là một tình huống quá cầu toàn của Nguyên Tây. Anh đã không dứt điểm ngay trong phóng vừa rồi mà tiếp tục thực hiện một tình huống căng ngang. Rất tiếc là phía trong thì Thế Vinh đã không thể tiếp bóng. Và như vậy rất bất ngờ đã có bàn thắng cho Thiên Khôi. Rất bất ngờ. Chúng tôi còn đang quan sát và thấy rằng ban huấn luyện của Thiên Khôi chuẩn bị thay người. Thì họ đã bất ngờ có được bàn thắng, một bàn thắng rất quan trọng. Chúng ta cùng xem lại phóng này. Cú dứt điểm chân trái rất căng. Bàn thắng là của Sáng Percy hay Hưng Đen. Đều đã có một trận đấu cực kỳ quả cảm trước đối thủ mạnh hơn họ rất nhiều. Và vừa rồi thì Fanta đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ đáng tiếc. Đó là Văn Quang với một tình huống đánh đầu trước khung thành bỏ trống, nhưng tiếc là bóng lại không đi trúng đích. Ngày hôm nay những trái tim quả cảm của các cầu thủ bên phía Fanta đã giúp họ cầm chân được đối thủ mạnh hơn mình. Quả đá phạt của các cầu thủ Fanta, người thực hiện là Tùng Mất Trí. Hưng Đen sút ngay, không vào. Phạt góc cho các cầu thủ Fanta. Bây giờ ở những phút cuối của hiệp 2, một lần nữa các cầu thủ Fanta lại gia tăng sức ép. Cơ hội cho các cầu thủ Fanta, không được. Đó là tình huống phá bóng của Tuyên Trầm và một quả phạt góc trong những giây cuối cùng. Tùng Mất Trí căng ngang, quá nguy hiểm. Và cắt bóng của Thế Vinh. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Một trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, quá quyết liệt, với rất nhiều những tình huống va chạm của cả hai đội. Một trận đấu dành cho những trái tim dũng cảm.